Hello, xin chào tất cả các bạn của CV Shop. Thì hôm nay thì một ngày chủ nhật rất là rảnh rỗi phải không ạ? Thì sau những video clip là review máy 3 MCM3M00, review máy là Boss MC2 3200 và được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trên YouTube. Và hôm nay thì mình sẽ quay tiếp tục giới thiệu cho tất cả các bạn một dòng máy mới của Boss và nói cao cấp hơn, nói nhiều phụ kiện hơn dòng máy mà mình đã giới thiệu phía trước. Chính là dòng máy Boss MCM4100 và CP Shop nhập khẩu trực tiếp từ MediaMarkt Đức về Việt Nam. Thì hôm nay thì có một cái máy mẫu về, thì hôm nay thì mình tiện mình khơi và mình giới thiệu cho tất cả các bạn xem trong máy MCM4100 này có sự khác biệt gì so với dòng máy và Boss MCM3100 mà chị YouTuber Vân Huyên đã giới thiệu cho các bạn nha. Rồi thì đầu tiên thì các bạn có nhìn thấy ông bề ngoài của máy được bọc rất là kỹ càng và được bọc bởi những ni lông để bảo quản, để các bạn là hình dung là khi mà mình vận chuyển từ Đức về Việt Nam thì trong nửa vòng trái đất thì rất là xa phải không ạ, và trải qua rất nhiều công đoạn từ shipper là từ MediaMarkt Đức đến kho hàng tại Đức và bốc vác lên máy bay và chuyển về Việt Nam thì rất là trải qua rất nhiều công đoạn. Và để vấn đề đó thì ngoài vấn đề bọc này thì CP Shop phải bọc thêm những thùng xốp, thùng đồ để bảo quản là máy được về Việt Nam với chất lượng tốt nhất cho tất cả các bạn. Thì máy Boss MCM4100W này thì nó bao gồm rất nhiều phụ kiện trong cái này. Bạn có thể hình dung sau lớp vải ni lông này, bạn hình dung là rất nhiều phụ kiện như là dao bào, lưỡi bào, thải sợi, rồi có máy xay sinh tố. Và điều đặc biệt này, nó khác biệt với cái dòng máy là 3200 Boss MCM3200 là có thêm cái loại vắt cam này nha các bạn. Đó, để các bạn có thể mua một và được rất nhiều, như là được có thể là được vắt cam này, được xay sinh tố này, được các nhiều phụ kiện hơn nữa. Đây, và nhà sản xuất đã đề những các loại móng hăng mà các bạn có thể thoải mái mà sáng tạo phải không ạ? Rồi, bề ngoài của máy đây nha các bạn. Rồi tí mình sẽ đưa ra. Trong này còn tem luôn nha các bạn. Mã của nó là MCM4100W và mình đặt trực tiếp tại ô tô Đức nha các bạn. Lần này thì mình đặt tại ô tô này, có chữ câu này, cây K, 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 KG nha các bạn. Còn tên này, tên của mình này, rồi Hermes Tracer 10365 Berlin nha các bạn. Berlin thủ đô của Đức nha các bạn. Rồi Boss Home, mình sẽ giới thiệu sơ bề ngoài. Rồi mã công suất của nó là MCM4100W và dùng điện là 220V và công suất của nó là 800W, giống như cái loại dòng máy là MCM3100 và MCM3200 đều là 800W hết nha các bạn. Màu của nó là màu bạc, màu trắng rất là đẹp và được bán ở các nước như là Pháp nè, Anh nè, Ý nè, Russia nè, Nga nè. Rồi và các bạn có thể hình dung là mã vạch nha. Rồi sản xuất tại đâu ạ? Made in Slovenia. Cách sản xuất tại một quốc gia tại cộng đồng liên minh châu Âu. Rồi, mình đã coi phần dưới disc máy cho các bạn. Robespot How GmbH, những cái dòng các bạn có thể để ý là những cái thùng hay những cái mặt hàng nào có từ GmbH, có nghĩa là từ Đức Đức nha các bạn, và được xuất kho tại 81739 München, Germany. Đó, thành phố München của Đức là thành phố có câu lạc bộ Bayern Munich. Rồi, mình sẽ khơi cái thùng hồ hàng này ra và giới thiệu trong cái thùng hàng này này có gì nha các bạn. Máy này thì đây, được bọc rất là kỹ càng. Đấy, mình đã bọc ni lông, bọc tất cả loại thứ để mình bảo quản máy cho tốt nhất để về cho người, cho tất cả các bạn ở Việt Nam sử dụng và được mua trực tiếp tại Đức, để các bạn là thoải mái và an tâm sử dụng những mặt hàng là chất lượng nhất từ nước Đức. Bình thường là máy mình về mình phải gỡ ra mình xem trong này là hàng nó có bị hư hỏng hay là có bị như thế nào rồi mình mới ship hàng đi cho khách nha các bạn. Đấy, rồi công suất của nó là 800W, 3 chức năng. Rồi còn tem luôn, nguyên tem nha các bạn. Rồi mình sẽ gỡ ra. Rồi mình đang dùng con dao Gister của Đức, mình xài con dao này là 3 năm. Giá của nó là chỉ là 170.000 nhưng rất là tốt. Dòng dao này là dòng dao răng cưa, các bạn có thể dùng để cắt, rồi cắt trái cây, rồi cắt tất cả mọi thứ, được sử dụng rất là phổ biến. Gister thương hiệu nội địa Đức nha các bạn. 170.000 cho một con dao, nhưng mà mình cam đoan với tất cả các bạn là bạn mua một con dao này về, nếu bạn hối hận thì các bạn có thể trả lại CP Shop.
Bởi vì trên thị trường Việt Nam chỉ có CB Shop bán con dao này thôi các bạn. Các bạn có thể lên mạng search, chỉ CB Shop ở Đức có thể mua được con dao này thôi. Và dòng dao này được bán tại siêu thị Metro nha các bạn. Mình nhờ người thân ở trong Metro mình mua con dao này về đây. Rồi, mình sẽ để tránh lạc đề thì mình tiếp tục mình giới thiệu cho các bạn dòng máy là 4100W. Các bạn có thể nhìn thấy đây là gì không ạ? Rất nhiều tiếng Đức. Đây, được mua tại Đức thì phải có tiếng Đức phải không ạ? Đây, rất nhiều tiếng Đức đây. Tiếng Đức, tiếng Anh nha các bạn, rất nhiều thứ DE nha, các bạn DE là Deutschland nha các bạn, nước Đức nha. Tiếng Đức nha các bạn. Rồi, đây là sổ hướng dẫn sử dụng thôi. Rồi đây là một cái sổ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất Bosch, thương hiệu Bosch Home Compact Food Processor. Và mình biết đây, trong này thì hướng dẫn cách lắp đặt và cách sử dụng máy như thế nào cho nó hiệu quả, cách lắp khớp như thế nào. Nhà sử dụng, nhà sản xuất đã review và đã hướng dẫn rất là chi tiết trong cái máy của này nè. Và các bạn phải lắp đúng khớp của nó mới hoạt động được nha. Tất cả những dòng máy Đức thì phải lắp đúng khớp chứ các bạn, nhưng mà lắp sai một tí nào thôi là máy không hoạt động được. Và các bạn có thể nhìn thấy những cái dòng phụ kiện này và so sánh này. Rồi, trong này là toàn tiếng Đức thôi nha các bạn. Cách sử dụng của nó là rất là đơn giản. Bạn nào mà không biết cách sử dụng thì có thể là liên hệ CB Shop và CB Shop sẽ làm một cái video khác. Rồi, đây là một cái nắp của nó. Đây, nắp của nó. Đây, và mình tạm thời là mình để ra đây nha các bạn. Nắp đậy như dòng 413100 thôi. Rồi, đây chính là cối xay của nó. Và cái dòng cối xay này so với dòng 413100 mà chị Vân Khuyên giới thiệu thì nó nhỏ hơn một tí xíu. Đấy, nó nhỏ hơn và có thể xay được 1 kg thịt nha các bạn. Không phải 8 kg bột mà 1 kg thịt. Nó nhỏ hơn tí xíu so với dòng máy mà 3100 mà mình giới thiệu phía trước. Đây, đây là một cái đồ để mình đậy nước. Đây chính là cái đồ để vắt cam nha các bạn. Dụng cụ để vắt cam. Đấy, các bạn mua máy này thì rất là to, dụng cụ này dùng để vắt cam. Đấy, bỏ vào máy và vắt cam rất là hay. Bật máy và xoay. Các bạn mua bình thường, các bạn ở ngoài thì bạn mua một máy vắt cam Bosch, thương hiệu Bosch, máy vắt cam thì nó rơi vào tầm là 1,5 triệu đến 2 triệu một cái máy vắt cam đó các bạn, thương hiệu Bosch đó. Rồi đây là cối xay sinh tố của nó. Đây là cái dụng cụ để mình bào rau, thái rau của nó nha, dụng cụ phụ kiện. Rồi mình gỡ tiếp tục. Mình gỡ. Đây là một máy nguyên kiện, nguyên thùng. Và mình vừa sản xuất động bọc trong này máy của nó. Mà mình đầu tiên là mình có thể hình dung với tất cả các bạn là cái máy này thì nó là nặng hơn và to hơn do với dòng máy là 3100W. Đấy, và tí mình sẽ nói một cái nguyên nhân tại sao mà cái máy này nó lại nặng hơn so với dòng máy 3100W, mặc dù là nó có nhiều chức năng hơn, mặc dù là nó đều là công suất là 800W. Đây, cối xay sinh tố rất là đẹp phải không ạ? Dòng máy này được là màu bạc nha các bạn, Bosch MCM4100W, và hiện tại đang bán tại CB Shop là với giá là 3.900.000 đồng và được bảo hành là 12 tháng, cam kết hàng chính hãng. Rồi, mình sẽ giới thiệu phía dưới là máy này. Bề ngoài của máy rất là to và rất là chắc chắn và rất là đẹp, màu bạc, màu trắng nha các bạn, rất là đẹp, ngoài rất là đẹp. Rồi, mình sẽ coi phần disc máy ở nó sản xuất tại đâu và xuất xứ như thế nào. Các bạn phải coi lật dưới phần disc máy nha các bạn. Rồi, ở phía dưới này các bạn có thể nhìn thấy không? Robes Bosch GmbH, và sản xuất là 81739 Munchen và dùng điện là 220V và được sản xuất tại thành phố là Made in là Slovenia, một quốc gia tại cộng đồng Liên minh châu Âu nha các bạn. Rồi. Mình sẽ lật máy ra. Rồi, tiếp tục đây. Rồi. Rồi tiếp tục mình, cái máy này nó sẽ khác so với dòng máy 3100W như thế nào, bởi vì nó là phụ kiện nó sẽ lắp đặt ở phía trong luôn nha các bạn. Đấy, cái cối xay trục xoay nó sẽ để phía trong. Đây là toàn tiếng Đức nha các bạn. Đấy. Và cục xay là rất là tiện lợi. Mình có thể hình dung mình quay xa cho các bạn nha. Đấy, và mình phụ kiện nó nằm trong này này. Đấy, phụ kiện nó sẽ nằm ở phía trong. Và các bạn có thể bật cái nắp này đây để lấy cái phụ kiện này phía trong nha các bạn. Rồi, mình tạm thời là mình để camera xuống một tí xíu nha, để mình dùng hai tay
mình phải dùng một tay là mình không thể nào mình bật cái nắp này ra được. Rồi. Rồi tiếp tục, hồi nãy thì mình không biết là cách bật như thế nào thì nó rất là đơn giản thôi các bạn. Ở phía dưới này có một cái lẫy nha. Rồi bạn các bạn chỉ cần đậy tay xuống và bấm cái lẫy này phía dưới. Các bạn sẽ kéo ra, đây chính là phụ kiện ở phía trong này, một cái trục xoay. Đấy, trục xoay. Đấy, trục cái trục của nó nha. Rồi cái những cái phụ kiện nhỏ nhỏ để bào rau, thái sợi như thế nào được lắp ẩn sâu inside bên trong máy. Các bạn có thể nhìn thấy với trong máy luôn nha. Đấy, đó là một trong cái những cái nguyên nhân mà cái máy này nó sẽ to hơn, cái trục nó sẽ to hơn. Nhưng mà rất là hay phải không ạ? Các bạn mua, các bạn sử dụng thì các bạn có thể đất cất những phụ kiện ở phía trong máy rất là tiện dụng và rất là đẹp phải không ạ? Rồi, mình sẽ đặt một cái máy này lên để cho các bạn xem. Đấy. Đặt cái nắp này lên. Đấy, các bạn có thể nhìn không? Rất là đẹp. Rồi. Những cái máy của nó thì bên ngoài gồm những cái phụ kiện này là, thứ nhất là một cối xay sinh tố, một cái dùng để bào thịt rồi trộn bột rồi như thế nào đó. Rồi đây là một cái đồ vắt cam và phụ kiện ở phía trong như là bào rau, thái rau thì nó để ở phía trong máy boss này. Rồi. Thì hôm nay thì mình giới thiệu sơ cho tất cả các bạn là quan tâm cái dòng máy mà chị Vân Quyên giới thiệu là dòng máy mới là Boss MCM4100W. Và bạn nào quan tâm thì mình có để phần link mua hàng ở phía dưới phần bình luận. Và các bạn hãy vào Facebook và vào app Zalo số điện thoại của mình để mua hàng nha các bạn. Và khi mà mua hàng những dòng máy Boss của CB Shop thì CB Shop sẽ bảo hành chính hãng cho tất cả các bạn là 12 tháng. Và các bạn an tâm sử dụng những dòng sản phẩm Boss mình mua trực tiếp tại Media Mart và Auto Đức để tất cả các bạn là sử dụng những dòng sản phẩm tốt nhất từ châu Âu. Và mình để và đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh YouTube của CB Shop nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.